Hịch Tướng Sĩ là một áng văn nghị luận cổ của văn học trung đại Việt Nam, được viết vào giữa những thế kỷ 13. Trước cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ hai, tác giả của bài Hịch Tướng Sĩ là một danh tướng kiệt xuất của triều Trần, vị chủ tướng của cuộc kháng chiến lúc bấy giờ. Với trọng trách mà dân tộc giao phó đè nặng trên đôi vai, với tình yêu nước cháy bỏng, Trần Quốc Tuấn nung nấu một khát vọng cao cả, chiến thắng giặc thù, giữ yên giang sơn mở cõi. Để khơi dậy ngọn lửa yêu nước và động viên ý chí chiến đấu trong ba quân tướng sĩ, Trần Quốc Tuấn đã ra lời kêu gọi tướng sĩ bằng một bài hịch bất hủ. Chất hùng văn của Hịch Tướng Sĩ được tạo nên từ nghệ thuật trữ tình hùng biện và tình cảm mãnh liệt đồng cháy trong tim người anh hùng dân tộc. Tình cảm sục sôi và yêu nước cháy bỏng, ý chí quyết chiến quyết thắng giặc thù làm nên chất nhân văn cao đẹp của bài Hịch Tướng Sĩ.